Thưa quý vị, ngoài việc tham gia các bộ phim, chương trình truyền hình hay các show diễn, nhiều sao Việt thường xuyên kiếm tiền bằng cách đăng tải những bài viết quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu lên trang Facebook cá nhân có lượng người theo dõi lớn của mình. Tuy nhiên, không ít sao Việt đã đăng tải những quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, chưa được kiểm chứng và thậm chí là hàng giả, khiến nhiều người dùng phải hoang mang. Thời gian gần đây, người nổi tiếng bao gồm cả diễn viên, người mẫu, ca sĩ xuất hiện ngày càng nhiều trong các quảng cáo tiếp thị sản phẩm trên mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo nhiều là mỹ phẩm, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng, thuốc chữa ung thư trên Facebook, YouTube, TikTok. Đây đang là những kênh chính phát những quảng cáo này. Có những nghệ sĩ mắc nhiều loại bệnh xong đều dùng những thực phẩm chức năng xong thời gian là khỏi. Điều đáng mừng là khi bệnh nhân dùng xong sản phẩm được gọi là thực phẩm chức năng để hỗ trợ cùng với thuốc, các bác sĩ uy tín kê đơn thì lại là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, có những nghệ sĩ mắc nhiều loại bệnh sau khi dùng các loại thực phẩm này đều khỏi một cách thần kỳ. Tuy nhiên, một số khác rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo sản phẩm. Việc các nghệ sĩ nổi tiếng nhận tiền từ các nhãn hàng để đăng tải nội dung quảng cáo trên Facebook cá nhân, làm video chữa khỏi bệnh là điều không hiếm gặp. Nhưng điều đáng nói là khi các nội dung quảng cáo này bị dân mạng bóc phốt và tố cáo rằng quảng cáo không đúng sự thật, các nghệ sĩ thường âm thầm xóa đi các bài viết đã đăng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nghệ sĩ nổi tiếng trong việc chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng phải chăng các nghệ sĩ chỉ cần nhận tiền từ các nhãn hàng rồi đăng tải bài viết quảng cáo lên Facebook của mình mà không cần kiểm chứng lại nội dung của các bài viết như sự ảnh hưởng của nó đến với người đọc. Trong bối cảnh mạng xã hội tràn ngập các tin giả, thông tin không chính xác thì hơn ai hết các nghệ sĩ, ngôi sao là những người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cần phải có trách nhiệm lớn hơn trong công việc kiểm chứng thông tin do mình đăng tải. Nhưng giờ đây, nhiều người vì cái lợi trước mắt mà sẵn sàng dẹp bỏ đi trách nhiệm đó của mình. Trong thời gian vừa qua công tác hậu kiểm quảng cáo của các thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Internet và môi trường mạng, Cục An toàn Thực phẩm phát hiện nhiều website quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng bản chất, quảng cáo gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.